cảm ơn em. Tự nhiên chị cảm thấy sau cái buổi ngày hôm nay, mới buổi sáng thôi mà chị cảm thấy chị bớt cảm thấy frustrated ấy, tức là chị bớt cảm thấy khó chịu ấy với cái những cái chuyện mà nó đang đến với mình ở trong cái công việc. Rất là cảm ơn em. Cái này đối với em thì nó rất là tuyệt vời. Thì nó tuyệt vời ở chỗ là bản chất là mình cũng đã là một cái người code và mình cũng đã được trải nghiệm khá là nhiều. Và cái thứ mà em tập trung cho khách hàng của em và là vẫn cái là cái việc mình phát triển cái giá trị nội tại của chính cái người chủ doanh nghiệp đó, và họ phát triển cái con người họ lên như thế nào. Nhưng mà nhiều khi mà mình có thể liệt kê ra được xem tương tự như này này, nhưng mà đúng cái từ đó là mình chưa có gọi tên chính xác nó là cái gì, và mình chưa thật sự nhận thức được là à những cái kỹ năng hay là những cái sở thích này đến ngày hôm nay thì mình mới có thể sắp xếp và mình cấu trúc ra thành đúng là một cái cấu trúc thì nó hiệu quả hơn rất là nhiều. Rất là biết ơn người chị Khanh đã tổ chức chương trình. Cảm ơn, Rất cảm nhiều ơn em nhiều. trước khi vào cái buổi này thì em cũng khá là mông lung, có những cái suy nghĩ ở trong đầu nhưng mà nó không định nghĩa ra được và cũng không nói ra được. Thế thì cái bộ thẻ này nó giúp cho mình gọi là nó có những cái chi tiết và nó như kiểu là hình tượng hóa ra cho mình ý, nó có những cái rõ ràng ra, bởi vì là có những cái mình suy nghĩ nhưng mà mình cũng không thể gọi ra tên được như thế nào, nhưng mà khi mà mình sử dụng cái bộ thẻ này thì mình có thể liệt kê ra được một cái bảng rất là rõ ràng và nó có hẳn những cái con số, rồi là có những cái điểm mà mình nhìn được thấy, tức là nó giống như kiểu là mình có thể quy đổi ra được bằng số hoặc là quy đổi ra bằng cái gì đấy mà mình có thể đo đếm được. Còn trước đây là nó ở mông lung ở trong đầu, nó không thể đo đếm được, thì lúc đấy nó sẽ rất là khó để mình định nghĩa. Bản thân mình thì mình cảm nhận được rằng là mình cũng có những cái kiến thức về course, cũng có những cái tư vấn, cũng có những cái định hướng nghề nghiệp. Tuy nhiên thì nó cũng tụ tập và nó không có một cái người dẫn đường, người hệ thống lại. Nhưng vào buổi sáng ngày hôm nay khi tiếp xúc hai bộ thẻ thì rất là cảm ơn Khanh là mình cũng đã mường tượng ra, cũng đã định hướng được, có một cái nó gần như là cái ruler để cho mình có thể là...